Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình ép đai lưng xương tinh ngày hôm nay anh em ơi. Sau khoảng hơn 4 ngày, 5 ngày trôi qua rồi, thì bây giờ thì Khang đã gom đủ bí kíp và bây giờ đi râm ảnh rồi chuẩn bị ép đai lưng nha nè. Rồi mình auto cho nó lùm tiền mà sao auto bị ngáo dữ. Ủa, auto bị gì vậy anh em ơi, mất auto luôn rồi. Ôi trời lắm, phải vô lại auto á. Vãi là auto mình bị gì vậy? Khả đang mở thấy lấy thêm ít tiền vàng nữa mà nó bị đứt ập tù luôn đây mà. Ok à, đúng không, 1, 2, 3 đúng không, lấy đi mà bạn bạn à, giờ lấy thêm 4, 5, 6 nữa đâu mình đi ra mảnh nha nè. 4, 5, 6 ok. Ở cái mảnh con lôn thì nó auto lên không có rớt nha nè, nó là auto lên nha mọi người, không có xịt nó là mình không cần bao nhiêu tích. Ok, giờ mình sẽ đi ép mạnh số cho anh em xem. 1, 2, 3, 5, 6 nha. Rồi giờ đi ra mạnh rồi, đi qua Lâm An vô kèo thôi. Đồ phổ số 1 nha nè. Một bản thành công này, bản thứ hai nha. Đây là bản số 2 nha nè. Đó, mình sẽ lấy số mảnh mà đi ép nha em ạ. Hai. Ok. Tập mảnh qua. Nói chung là mấy cái phẩm này thì khả năng rút trước từ trước rồi mà. Nên là hôm nay thì anh em xem nó ra cái đai thành phẩm rất là nhanh thôi. Nó không có gì cả. Ra đai rất là nhanh. Đó, không thuộc. Mảnh số 3 nha nè. Anh Sơn ơi, chuẩn bị nè anh Sơn ơi. Cứ trong boss đi. Sao rồi, sao boss sao rồi, boss sao rồi. Tao nó vô đó thì đâu anh. Chón 40 mà còn đụng lấy 27. Lại hả, lại hả, lại 2 kim hả? À. Vì lúc nào ép cái đai nó cũng ra lẻ cơ. Tại sao rồi mày boss trên kênh bang coi. Đang like kìa. Đang like nữa anh đi con. Đang like không xem, không xem like. Boss, boss. Tôi đi bốt hôm nay nó sẽ ra trận. Hôm nay nó sẽ ra trận trận lễ, trận lễ. Anh em ơi, thiếu năm 1, thiếu năm 1 xong rồi anh em phục về về di diễn thiếu năm 7 nha. Thiếu năm 1. Mày biết đâu nó lắc lắc ra mắt mắt off sao? Ừ, mắt bình thường chứ. Anh ép mắt off bình thường mà. Ông mắt là mắt hết như là đồ mắt off á. Hồi xưa anh ra được cái đôi giày như đồ mắt off đó. Anh bán được 7 triệu á. Hồi đó là ép nó một cái đai lưng, một đôi giày chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Mà ra được cái mắt bỏ chết nào. Đi ngừng không còn đây. Mẹ anh ra nữa. Cái này. Wow. Anh phù về. Em phù về, phù về nào cái xong anh phù lại thiếu lâm. Ok. Thiên nhận nó ảnh nha, thiên nhận nó ảnh nha. Thiên nhận bảy, thiên nhận bảy. Thiên nhận bảy kìa nó. Anh em mình di chuyển thiên nhận bảy rồi, di chuyển thiên bảy, thiên bảy. Mình bắn đồ cánh quốc tử của Thiên Sơn rồi. Đồ vàng. Ok. Đó được chưa? Đó đó. Chờ đi chờ nha, bóp xong rồi làm. Xong rồi. Anh em vô thiên bảy anh em, thiên bảy anh em ơi. Ai còn bình bảy xong rồi thiếu lâm mà. Có tiểu nè. Thiên bảy nè. À để tới em ơi, trong con bóp này là mình qua mình đọc như thế này. Cánh nó bình nó tiểu là Thiên Sơn nè. Em chót lên cho nè, 30 nè, 50 nè, 40 nè, học cấp nè. Ghê hả? Ghê hả? Cặp giống như bói vậy luôn á. Ra như vậy cho bao ca 10. Má, thiếu lầm thì đâu, ra lại anh em ơi, thiếu lầm 7. Nhanh đi, chỉ nhanh không thôi rồi, chết. Rồi anh em chờ đợi này, anh em cứ xem rồi đợi kinh vang vậy nè. Rồi, đây anh em ơi. Vô đầu là xong, rồi sau sống mạnh nha nè. Oh,
Sao sống mạnh lên em ơi. Rồi ok, vô. 1 này. Mãi này bắn đai lưng xương tinh em ơi. Này cũng hơn vài hôm rồi. Thì bắt đầu giờ mới ra cho anh em xem nha. Sống mạnh lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tấm học thành trang bị một kiếm môn phái. Trang bị sẽ học thành trong trạng thái khó. Rồi, vô nè. Hiện tại đang cái đai lưng này thì sẽ có hiệu ứng đó là phần thủ lý thời gian chậm và thời gian chót nè. Đó, má 2 cấp anh em ơi. Ok. Trời ơi, xếp được 3 cấp rồi. Thời gian chậm 49 nè, chóng 34, 2 cấp anh em ơi. Tầm trung. À, xếp 1 là xong rồi. Này 3 cấp đẹp anh em ơi, thực sự là không ra nổi 3 cấp anh em ơi. Quá đen. Nói chung là như thế này là gọi hiện tại server là cái đa như thế này anh em có hỏi là bao nhiêu á? Cái đa như thế này đầu tiên server cái này khoảng hơn 2 tháng á thì sẽ ép với giá là hơn 10 triệu. Còn bây giờ thì ép chỉ khoảng tầm nếu mà chính xác là khoảng tầm từ 6 triệu hơn anh em ạ, 6 triệu hơn. Rồi. Trong ngày hôm nay thì ra được đai lưng con lông với móc 549, phần thủ lý mát tương đối là gần 29, nói chung là 49 29 29 là tương đối gần mát rồi mà. Với lại hai cấp khá tương đối rồi. Một cái đai lưng con lông nha anh em. Thời gian chót 34. Nói chung thời gian chót ở một hướng này là cái thời gian chót là móc là mát 40 mà rất là khó được mát 40 này mà. Còn thời gian chậm thì nó mát là 50. Đây gần mát thôi. Phần thủ lý thì mát là 30. Này cũng gần mát thôi. Rồi cái hô phân pháp là 3 cấp cũng gần mát thôi nè, nói chung là tầm trung 80% 90%. Ok. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khảo like, chia sẻ, hỗ trợ em ơi. Kính chúc anh em một ngày xem video vui vẻ nha. Cầu trời ơi. Nói sao ơi.